Hello anh em, đây là Đảo Kinh Dị và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với series Tấm Vải Đỏ. Phần trước thì ở phần 8 chúng ta đã biết rằng Kha Lương và Tần Cẩm đã đào mộ ông nội của Kha Lương và đã lấy được rất nhiều những món bảo bối như là sách rồi một đôi khuyên tai và lại gặp được hồn ma của ông nội ở hồi trẻ nữa. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cùng mình đón xem nhé. Tấm Vải Đỏ phần 9. Lúc về tới thành phố thì đã là quá nửa đêm. Chờ cô về xong, Kha Lương sẽ phải về nhà gặp mẹ với một bộ mặt như đưa đám. Cái mồm cứ huyên thuyên không ngừng không nghỉ của anh ta cuối cùng cũng khép lại. Ngày hôm nay thì anh ta đã gặp được ông nội, lát nữa phải gặp bà mẹ La Sát còn hung dữ hơn ông nội gấp vạn lần. Tự nhiên thì Tần Cẩm cảm thấy thương anh ta. Về đến nhà, cô liền cho Hắc Bảo ăn no. Cô bật tất cả đèn trong nhà lên cho đỡ sợ. Cô định ghi lại mọi chuyện xảy ra ở máy vi tính. Một loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu. Đầu tiên cô không hiểu tại sao ma nữ kia lại đeo bám bọn cô. Có phải là vì bọn họ đã mặc quần áo làm từ tấm vải đỏ? Tại sao tấm vải đỏ lại có thể dẫn ma nữ tới đây? Lai lịch của tấm vải đỏ là như thế nào? Tại sao bà mẹ của ông Hồ Cắt May lại bị con ma nữ đỏ dọa chạy mất tiêu? Con ma nữ đó thật sự đáng sợ thế hay sao? Bây giờ thì vẫn không rõ tung tích của Thi Thi. Hồn của Lam Kỳ và anh Kỳ đều đã rơi tay con ma nữ đó mất rồi. Kỳ lạ hơn nữa, giờ lại xuất hiện ông nội của Kha Lương mà ông ấy lại gọi mình là sư muội mới lạ chứ. Những việc kỳ lạ khó hiểu trong cuộc đời con người thật quá là nhiều. Tần Cẩm cho mày. Thời gian đi trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã là 12 giờ 15 phút đêm rồi. Cô chẳng buồn ngủ một chút nào, cứ bận ghi chép chép ở trên máy tính. Đột nhiên cô nhớ ra lúc mẹ ông Hồ bị con ma nữ dọa chạy mất tích, có buột miệng nói Ca Băng. Không hiểu là Ca Băng là từ bà buột miệng nói ra khi sợ hãi hay nó còn có ý nghĩa nào khác. Cô liền vào trang Google tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến từ Ca Băng. Cuối cùng cô đã tìm thấy thông tin có liên quan đến từ này trong một trang web của Hồng Kông. Trong đó thì giải thích, Ca Băng là một lời nguyền cổ xưa, một lời nguyền vạn năng, một lời nguyền đáng sợ nhất. Cô cảm thấy thấp thỏm ở trong lòng. Cô nghĩ mình không nên vào trong web này, nhưng sự hiếu kỳ lớn hơn cả nỗi sợ hãi khiến cô không cưỡng được ma lực của nó. Cô đã quyết định mạo hiểm. Vừa mở trang web ra thì màn hình vi tính nháy lên vài cái tắt ngấm. Chưa giờ cô nghe nói có loại virus nào có thể làm tắt máy tính nhanh như vậy. Rồi máy tính cũng khởi động lại, nhưng đột nhiên đèn nóng trong nhà như bị một ai đó tắt hết đi. Tần Cẩm hoang mang, lấy điện thoại ra xem thì đã là 12 giờ 29 phút. Rất nhiều trang web về chủ đề ma quỷ đều nói 1 giờ rưỡi sáng là thời điểm bọn ma thích xuất hiện nhất. Họ còn nói rằng lúc ấy nếu mà soi gương thì sẽ nhìn thấy hình ngược bất kỳ của một con ma nào ở bên mình. Cô nhanh chóng lấy chiếc gương soi, đặt nó ở trên bàn, đặt ngược nó ở trên bàn. Rồi nghĩ thầm giả sử có ma thật thì cũng không thể dọa mình được nữa. Máy tính vừa khởi động xong, đang chuẩn bị vào trang chủ. Đúng lúc đó, đồng hồ trên điện thoại nhích tới con số 1 giờ 30 phút. Màn hình máy tính tự nhiên mờ mờ ảo ảo. Tần Cẩm lại tưởng đó là do virus. Cô nhìn chằm chằm vào bàn phím nhằm tìm biện pháp giải quyết. Cô nhìn vào màn hình máy tính, thấy bóng mình ở trong gương. Màn hình vi tính bỗng chốc biến thành một chiếc gương soi. Cô hốt hoảng không biết phải làm gì nữa. Xung quanh cô tối đen, chỉ còn chiếc máy tính phát ra từ ánh sáng yếu ớt chiếu vào cô. Cô cố gắng tắt máy, rút ổ cắm nhưng chẳng tác dụng. Chiếc màn hình vẫn cứ là mặt gương làng với khuôn mặt sợ hãi tột độ của cô. Bỗng nhiên thì cô phát hiện trên lòng mình còn có một người nữa. Cái bóng bé nhỏ đang ngồi ở trên đùi cô, đầu của nó đang gục trên màn máy tính. Ai quý trẻ con thì cũng thích ôm chúng vào là trong lòng. Tần Cẩm cũng là người như vậy, nhưng lần này cô thấy sợ chết khiếp. Cô vội cúi xuống nhìn vào lòng mình, chẳng thấy gì cả. Lại nhìn vào máy tính, rõ ràng là có hai người. Đứa trẻ đó dường như phát hiện ra cô đang tìm nó liền khóc òa lên. Đúng là tiếng khóc ở trong xe ông đi đào mộ ông Kha Lương. Tần Cẩm sợ nổi cả da gà, cô đưa mắt tìm Hắc Bảo nhưng chẳng thấy nó đâu nữa. Quay đầu lại cô thấy Hắc Bảo đang ngồi trên bục cửa sổ, lông nó xù lên cứ như đang chuẩn bị chiến đấu với cái gì đó ngoài cửa vậy. Hắc Bảo đã không thể lo nổi cho cô nữa rồi. Cô nghẹt thở, tiếng khóc của đứa bé đó càng lúc càng gần cô hơn. Cô sợ đến cứng cả người lại, muốn đứng dậy mà chân bùn rùn không nhấc lên nổi. Đứa bé đó từ từ ngẩng đầu lên. Cô đã nhìn thấy mặt của đứa bé, nó khoảng 3-4 tuổi. Điều đáng sợ nhất là máu đang chảy ròng ròng từ hai hốc mắt của nó. Nó không hề có mắt. Mắt của nó đã bị ai đó móc ra mất rồi. Máu tươi đang chảy xuống mặt nó, chảy vào cả tay cô. Rồi đứa bé bắt đầu cựa quậy. Nó quay cổ đúng một vòng 360 độ, nhưng người lại không hề động đậy. Con ma nhỏ đó nhìn cô rồi cất tiếng. Chị ơi, mắt em đau quá. Chị có thể cho em mượn mắt của chị được không? Nó nhoài người lên, mặt nó vẫn đối diện với cô. Cô không dám nhìn nó qua màn hình vi tính nữa, bởi nó sắp tới gần mắt cô. Cái lưỡi đó thè ra như muốn liếm con mắt của cô vậy. Chị à, em cần có mắt. Khoảng cách giữa cô và nó đã gần tới mức cô cảm nhận được sự ướt át của lưỡi nó cứ lướt qua lướt lại trước mặt cô vậy.
cô gần như tuyệt vọng hoàn toàn. Mí mắt cô đau nhói, có lẽ con ma nhỏ đã bắt đầu hành động rồi. Chính trong lúc này, mọi sức ép đều giảm đi, ánh sáng đã tắt từ lâu bỗng rọi mặt. Cả người cô lại bừng lên sức sống mãnh liệt. Cô nhìn thấy trong màn hình máy tính một người đang lơ lửng trên không trung. Nhìn thấy người đó, niềm hy vọng hiện ra trong mắt. Đó thì là Kha Đạo, ông của Kha Lương. Hai tay ông chắp lại trên ngực là một tấm bùa. Dáng vẻ khua tay của ông rất sành điệu. Chính ông đã đuổi con ma nhỏ kia, chính ông đã cứu cô thoát chết. Ông bay lại gần người thân mật nói với cô: "Sư muội à, thật vui gặp được em." "Ông à, cháu không phải là sư muội của ông." Cảm giác phải gọi một người trẻ trung đẹp trai như Kha Lương bằng ông chẳng dễ chịu một chút nào. Cô thấy ánh mắt của ông trẻ kia cũng rất là phong tình, đúng là ông nào cháu nấy. Cô cảm thấy rất là ấm ức trong lòng. "Sư muội, muội vẫn còn giận sư huynh à? Lúc trước muội bỏ đi, huynh và sư phụ rất là đau lòng. Huynh và sư phụ không trách muội đâu, vì sao muội lại bỏ đi như vậy?" Tần Cẩm thắc mắc, lẽ nào mà cũng bị thần kinh. "Sư muội à, mỗi ngày sư huynh chỉ được xuất hiện trên dương gian đúng một lần, mỗi lần thì lại chỉ kéo dài có 3 phút. Sư huynh vừa tới đúng lúc muội gặp nguy hiểm. Bây giờ muội kể cho huynh nghe đầu đuôi câu chuyện đi." 3 phút thì nhanh chóng trôi qua, trước lúc biến mất ông nói với cô: "Sư muội hãy đến thư viện lớn nhất thành phố rồi tìm quyển lời nguyền toàn tập, tìm mục từ Ca Băng, trong đó thì sẽ có đáp án. Sư muội phải tìm được nó, nhưng hãy cẩn thận. Xung quanh sư muội đầy rẫy những nguy hiểm. Sư muội phải nhớ đi cùng Kha Lương đấy nhá." Ông trẻ này dần dần tan biến trong không trung. Tân Cầm hờn dỗi, một ngày xuất hiện 3 phút, chẳng bỏ một chút nào. Đêm hôm đó thì cô chằn chọc mãi, sau thì mệt quá, không biết thiếp đi từ lúc nào. Hắc Bảo vẫn đang trông nom cô. Trời vừa sáng thì cô liền chạy đi tìm Kha Lương, gọi điện cho anh thì chỉ nghe thấy một giọng nói mệt mỏi: "Tân Cầm, em cứ chờ anh ở nhà, chốc nữa anh sẽ qua." Một lúc sau thì mới thấy chuông cửa, chạy ra mở cửa thì thấy Kha Lương áo quần sập sạch, thở phì phò cứ như bị chó dại đuổi vậy. "Anh làm sao thế?" "Mẹ anh đã thả rất nhiều mèo trước cửa. Lúc anh xông ra ngoài tí nữa là bị dị ứng. Bà ấy thật là ghê gớm. Nhưng bà đã nhầm, cho dù bà ấy cứ sử dụng chiêu này đi nữa thì anh vẫn trốn ra ngoài được." Nhìn thấy Kha Lương mặt mày ướt đẫm mồ hôi, cô cảm động không nói nên lời. Cô kể lại chuyện tối qua cho anh nghe, hai người lập tức đi đến thư viện. Ở đâu cũng vậy, thư viện thì luôn nằm ở vùng hoang vu hẻo lánh. Hai người họ cứ đi về phía trước, cô nhìn thấy một bên mặt anh đỏ lừ vẫn in hình bàn tay. "Mẹ anh đánh có phải không? Anh còn đeo cả khuyên tai của ông nội đấy à?" "Mẹ đánh anh như cơm bữa ấy mà. Mỗi lần bà tức gì đó lại lôi anh ra xả stress, đánh cho lên bờ xuống ruộng. Do vậy thì anh đã quen rồi. Em thấy anh đeo đôi khuyên tai này có đẹp hay không?" Tự nhiên cô bật cười, nhớ tới ông trẻ vui tính hay gọi cô là sư muội. "Hình như ông nội anh có một sư muội thì phải." "Sao em biết đâu đó, ông nội anh là một pháp sư nổi tiếng, hồi đó môn phái của ông cũng mạnh lắm." Kha Lương lại bắt đầu khoe khoang, cô giả bộ buồn nôn để trêu anh. Hai người bọn họ đã không còn sự đối địch và ghét nhau lúc đầu mới gặp nữa. Tuy nhiên, chốc chốc họ lại đấu khẩu với nhau. Dừng lại trước cửa thư viện, họ thấy nơi đây thật lạnh lẽo vắng vẻ. Tân Cẩm co rúm người lại nói: "Sao nơi đây lại lạnh lẽo thế nhỉ?" Kha Lương liền bế Hắc Bảo đặt vào lòng Tân Cẩm. Hai người đi sát bên nhau nhằm hướng tầng 2 của thư viện. Đó thì là phòng đọc những tư liệu quý. Ai cũng thích đồ quý hiếm, nhưng đối với sách thì trái lại. Phòng đọc này lạnh lẽo đến phát sợ. Cả phòng rộng lớn chỉ có tiếng nói chuyện rì rầm của hai nhân viên thư viện. Họ vừa nói vừa đan áo len. Xem ra chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân ra là có thể vào được. Hai người chia nhau ra tìm. Tân Cẩm cảm giác nơi đây không bình thường chút nào. Lạ hơn nữa là những chuyện hai nhân viên quản lý kia đang nói lại cứ lọt vào tai cô được. Trong phòng đọc thì bạt ngàn sách. Sách địa lý, sách cổ văn, rồi các thể loại sách bình luận tiểu thuyết hiện đại. Nhưng họ vẫn chưa tìm thấy cuốn lời nguyền toàn tập. Đúng lúc mà đang định hỏi nhân viên quản lý thư viện, cô chợt nghe thấy một giọng nữ cao vọng lại. Âm thanh đó càng lúc càng gần. Lẽ nào là họ đang tới? Vừa hay mình có thể tranh thủ hỏi luôn. Nhưng cô lại thấy Hắc Bảo hốt hoảng, lông nó dựng đứng cả lên, mồm thì gừ đe dọa. Tân Cầm nhìn thấy sự thay đổi của Hắc Bảo, cô đoán sắp có chuyện chẳng lành. Cô nhanh chóng trốn vào giỏ sách để tìm ra âm thanh đó bắt nguồn từ đâu. Cô nhìn thấy một cánh tay cầm dao tỉa hoa quả, đầu dao đang nhỏ máu mới khiếp chứ. Cô thầm kêu lên, hỏng rồi, rồi nhẹ nhàng ôm Hắc Bảo lùi phía sau. Âm thanh đó đã tắt hẳn, đứng nấp trong giá sách, cô nhìn thấy bàn tay đó cứ khua đi khua lại, giống như nó không xác định được phương hướng. Cô cởi dép, đi đất trên nền thư viện lạnh lẽo, nhẹ nhàng rút lùi phía sau. Cô nghĩ chắc đó không phải là ma, bởi nếu là ma thì nó đã giết cô rồi. Lẽ nào họ đã bị ma nhập? Cô không biết phải làm sao báo Kha Lương để anh mau chóng rời khỏi thư viện đáng sợ này. Cô vừa lùi vừa tìm cách tránh lưỡi dao đẫm máu kia. Cô phải đi tìm Kha Lương.
Trong đầu cô lúc này chỉ còn mỗi một ý nghĩ là phải gọi được cho anh để cùng rời khỏi đây. Cuối cùng thì cô cũng nhìn thấy được Kha Lương, anh đang ngồi gần ghế phía trước xem một cuốn sách. Cô không dám gọi, vội vàng chạy phía đó. Chạy gần tới nơi thì cô phát hiện Kha Lương không chỉ ngồi đó một mình, bên cạnh anh còn có một người nữa. Cô nghĩ đó là nhân viên quản lý thư viện. Cô ta thì đang xõa tóc, toàn thân đẫm máu. Máu ở trên lưỡi dao có lẽ là của cô ta. Tay cô ta thì đang cầm một cái gì đó, lại là một đôi mắt. Trong đen của đôi mắt đó cứ nhìn Tần Cẩm rất là lạ. Điều khiến Tần Cẩm cũng đáng sợ hơn nữa là kiểu móng tay của người đó. Lam Kỳ, người phụ nữ này là Lam Kỳ. Lẽ nào cô ta đang muốn giết Kha Lương hay sao? Tần Cẩm chưa nhận ra Kha Lương chẳng hay biết gì bởi anh đang chăm chú đọc sách. Cô đang định gọi to thì nghe thấy giọng phụ nữ cao đó cất lên. Người phụ nữ cầm dao đang tiến lại gần chỗ này. Bây giờ nếu mà cô gọi to để báo cho Kha Lương, sợ lại thu hút sự chú ý của Lam Kỳ. Cô liền bỏ hắc bảo xuống, cô ném nó về phía Kha Lương. Ít ra hắc bảo cũng có thể bảo vệ Kha Lương. Cô chạy phía sau giá sách để thu hút sự chú ý của giọng nữ cao kia. Lúc này sức ép dồn lên cô rất lớn, bởi lá bùa hộ mệnh duy nhất của cô là hắc bảo thì đã đi mất rồi. Lần này thì chết chắc. Hãy còn ông trẻ nữa. Nhưng không được mất rồi, sáng nay ông ta đã xuất hiện rồi mà. Kha Lương sẽ ra sao đây? Nếu cô chết liệu Kha Lương có bị chết theo hay không? Cô cảm thấy hối hận. Nhẽ ra cô không nên nghe lời ông trẻ gọi Kha Lương cùng đi. Có lẽ ông cũng đã không lường trước được con ma nữ đó còn điều khiển được bọn người bị ma nhập. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng trẻ con ở cuối phòng. Không biết đó có phải tiếng của đứa trẻ tối qua đòi mắt cô hay không. Cô đã không còn thời gian suy nghĩ nữa. Giọng nữ cao dường như đang từng bước tiến lại gần chỗ cô. Kha Lương à, Kha Lương, mau tỉnh lại đi. Cái thư viện này bị ám rồi, anh mau rời khỏi nơi này thôi. Không kịp trốn nữa rồi, người quản lý thư viện đã đuổi tới rất là gần. Phía trước lại không còn đường nữa. Trước mặt thì là một dãy tủ, cô đành trốn tạm vào đây. Cô vội vàng đẩy một cánh tủ, bên trong rất là rộng. Cô tiến vào trong đó. Cô nghe thấy tiếng bước chân chậm lại. Nó đang tìm mình đây, nó đang lê bước chậm chậm tới gần. Tần Cẩm không còn nghĩ được gì nữa, chỉ mong sao Kha Lương chạy thoát. Bản thân cô chắc là không xong rồi. Cô cố thu mình vào góc tủ, nín thở, hy vọng là nó không nghe thấy. Tiếng trẻ con thì càng lúc càng gần, có lẽ nó cũng sắp tới cánh cửa tủ cô đang trốn. Cô nhắm mắt lại, giọng nữ cao dừng lại trước cánh tủ cô đang nấp. Tay nó đã sờ vào tay cầm của tủ mất rồi. Đúng lúc này, cô thấy một cánh tay lạnh ngắt thò ra từ trong tủ. Bàn tay đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào trong. Hóa ra chiếc tủ này rỗng, nó thông với một gian phòng khác. Cô không thể hét lên bởi mồm cô đã bị bịt chặt. Lúc cánh cửa tủ mở ra, cô đã bị cánh tay bí mật kia kéo một gian phòng khác. Rất là hấp dẫn đúng không nào? Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cùng mình đón xem ở phần tiếp theo nhé. Còn phần về video này thì đến đây lại hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích, và subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức đón xem những video mới nhất của mình. Chân anh cảm ơn anh em.